Chị cho biết là cái hiệu quả của cái chương trình hoạt động của AFEP trên ở xã từ năm 2009. Nói chung thì Ninh Vân là một xã khó khăn về kinh tế nhất so với các xã khác của thị xã Ninh Hòa. Do cái địa hình đặc thù của địa phương cho nên là đa số người dân ở đây sống bằng nghề lặn biển. Mặc dù biết đây là một cái nghề lặn rất là nguy hiểm, nhưng mà người dân ở đây hầu như không có ai đủ điều kiện để tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản cũng như những cái trang thiết bị cần thiết khi xử lý các cái tình huống xảy ra trên biển. Và từ năm 2008 cho đến nay thì được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa để tạo điều kiện cho cái tổ chức AFEP này tiếp cận với địa phương, trực tiếp là giúp đỡ, hỗ trợ một số ngư dân ở địa phương trang bị cho họ những cái kiến thức, những kỹ thuật cơ bản nhất về lặn biển cũng như việc xử lý các cái tình huống sơ cấp cứu trên biển. Và qua thực tế cho thấy thì sau khi những ngư dân mà được tiếp cận, được hỗ trợ về kiến thức cũng như một số trang thiết bị cần thiết rồi, thì trong quá trình mà họ áp dụng về thực tế thì từ khi được tập huấn cho đến giờ thì họ đã xử lý rất là tốt những cái trường hợp mà sơ cấp cứu tai nạn khi xảy ra trên biển cũng như áp dụng về cái công việc lặn hàng ngày của họ. Về ngoài cái việc mà họ yên tâm về cái nghề lặn của họ để tạo điều kiện thu nhập cho kinh tế gia đình, thì họ cũng để góp phần phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như là họ yên tâm bám biển để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Việt Nam. Về cái lãnh đạo địa phương thì trước hết thì xin rất là cảm ơn các thành viên của đoàn trong thời gian qua để tạo điều kiện giúp đỡ cho một số ngư dân ở địa phương. Và những trường hợp mà ngư dân cần được tập huấn giúp đỡ hỗ trợ như thế ở địa phương cũng còn rất là nhiều. Và cũng mong muốn trong thời gian đến còn được sự tiếp tục quan tâm hỗ trợ của cái chương trình qua cái tổ chức này để tạo điều kiện thêm cho nhiều ngư dân họ không đủ điều kiện họ trang bị về vấn đề này để họ được tiếp cận về họ giải quyết, họ tiếp cận về là họ được thực hiện áp dụng giống như những người đã được tổ chức này giúp đỡ.